Bốn đặc điểm của người có tu dưỡng, cuộc sống ắt an yên, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, một người không tự ý gây phiền phức cho người khác là người có giáo dưỡng tốt. Họ biết cách giải quyết khúc mắc của chính mình thay vì làm phiền người khác. Một, để mắt tới chuyện đại sự, không so đo tính toán thiệt hơn. Sống ở đời, chịu thiệt một chút không phải là ngốc, ngược lại còn là phúc. Bởi khi chịu thiệt thòi hay bị người khác chiếm đoạt lợi ích cá nhân, họ liền nghĩ tới tranh tranh đấu đấu. Người có tu dưỡng tuyệt đối không vì cái lợi trước mắt mà tính toán thiệt hơn. Họ cho rằng lùi một bước mới sóng yên gió lặng. Họ hiểu rằng khi đối diện với mâu thuẫn, họ có cơ hội học cách trưởng thành hơn. Khi bị lấy mất lợi ích thiết thân, họ có thể nhẫn chịu, xem nhẹ, vì họ biết nếu có thể xả bỏ những thứ đó, họ có thể đắc được nhiều hơn thế. Người có tu dưỡng không bao giờ để những chuyện phiền não chi phối cảm xúc của mình. 2. Không tự ý gây phiền phức, rắc rối cho người xung quanh. Một người không tự ý gây ra phiền phức cho người khác, đó là người có giáo dưỡng rất tốt. Họ biết cách giải quyết khúc mắc của chính mình thay vì làm phiền tới người khác. Có nhiều người không muốn tự gây rắc rối cho bản thân, mà lại vì lợi ích cá nhân mà gây rắc rối tới cho người khác. Những người này xem ra có vẻ là tinh minh, nhưng kỳ thực lại rất ngu ngốc. Một người có tu dưỡng, họ có thể tự so xét bản thân mình để tìm ra phương án xử lý tốt nhất. 3. Tử tế và khiêm tốn. Người biết sống tử tế, có trái tim lương thiện, lúc nào cũng được chào đón mọi lúc mọi nơi. Trong cuộc sống này, nếu mọi người đều có thể dùng sự tử tế chân thành để mà đối đãi với nhau, tin rằng mối quan hệ giữa người với người sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. 4. Nhẫn nại, lắng nghe ý kiến của người khác. Khi quan sát kỹ, chúng ta có thể phát hiện ra rằng bí quyết của hầu hết người nổi tiếng không phải họ hài hước, biết nói chuyện, mà yếu tố quan trọng nhất là họ có tính nhẫn nại, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến đối phương. Mỗi người đều mong mỏi ý kiến của bản thân mình được coi trọng. Điều này khiến hầu hết mọi người khi nói chuyện không tự chủ mà nói thao thao bất tuyệt, không chỉ là truy cầu thể hiện bản thân mà còn tìm sự tán thành, đồng thuận của người khác. Bảy đặc điểm của người đàn bà số khổ, hôn nhân trắc trở, lấy chồng không khổ tâm thì cũng khổ thân. Kính thưa quý vị, đôi khi hạnh phúc của một người lại do chính họ tạo nên. Bảy kiểu phụ nữ dưới đây thường gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Phụ nữ thường hay mắc một sai lầm lớn, chính là chỉ chăm chăm lo cho chồng con mà quên mất bản thân. Từ đó tạo thành những biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ, khiến hôn nhân trắc trở, chứ không phải là sinh ra đã như vậy. 1. Quá mạnh mẽ. Phụ nữ mạnh mẽ đôi khi không phải họ muốn thế. Những thăng trầm, vất vả trong cuộc đời, gánh nặng trong gia đình đã mài giũa con người của họ, trở nên cứng rắn, mạnh mẽ. Tuy nhiên, đó chính là biểu hiện của người phụ nữ khổ hạnh, vất vả. Khi mạnh mẽ, họ thường là người làm chủ gia đình, công to việc lớn gì cũng đến tay. Hơn nữa, khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chồng, người phụ nữ này thường có cái tôi cao nên không bao giờ chịu nhún nhường. Từ đó, tình cảm vợ chồng rạn nứt, lạnh nhạt, hôn nhân đi vào ngõ cụt. 2. Quá hiểu chuyện. Đúng ra người hiểu chuyện phải rất được mọi người yêu quý, tôn trọng, nể phục. Tuy nhiên trong hôn nhân thì người phụ nữ quá hiểu chuyện lại thường không được hạnh phúc. Bởi họ quá thấu hiểu người khác, thành ra họ dễ cảm thông, tới mức không hề biết tức giận dù chồng mình làm sai hay người khác đối xử tệ bạc với mình. Lâu dần việc ấy sẽ trở thành thói quen, khiến người phụ nữ lúc nào cũng nín nhịn, khổ tâm, nhưng vẫn im lặng, chịu đựng một mình. Tất cả là vì gia đình của mình. Nên dù họ có cố gắng hiểu chuyện thế nào
thì cũng bị coi là vô dụng mà thôi, thậm chí còn bị coi thường. 3. Hay mềm lòng. Phụ nữ thường sống theo cảm tính, rất dễ mềm lòng, và đó chính là một biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ. Có người khi yêu, chỉ cần người đàn ông quan tâm một chút, đối xử tốt một chút là họ đã vội vã nghĩ rằng đó là tình yêu, cho rằng anh ta tốt nhất. Hay như dù người đàn ông của mình có làm gì có lỗi, có làm tổn thương mình, nhưng với những người phụ nữ hay mềm lòng thì họ vẫn sẽ chấp nhận tha thứ, bỏ qua, và không chỉ một lần, tha thứ lần đầu rồi lại bỏ qua lần sau. Họ luôn chấp nhận chịu đựng, chấp nhận bỏ quên hạnh phúc của mình chỉ để giữ được chồng. Họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến chồng cảm động mà đối xử tốt với mình hơn, nhưng thực tế là tự làm khổ chính bản thân mình. 4. Quá chăm chỉ. Theo đạo lý, cần cù chăm chỉ là một đức tính tốt đẹp của người phụ nữ từ xưa tới nay. Trong gia đình, một người phụ nữ chăm chỉ xứng đáng nhận được lời khen từ người khác. Thế nhưng, một khi quá chăm chỉ, một mình phải làm tất cả mọi việc, thì người mệt mỏi, khổ sở sẽ chính là bản thân mình. Có những khi phụ nữ làm việc nhà còn vất vả hơn đi làm, nhưng lại không được ghi nhận, cảm thông. Một khi đã ở nhà, hàng loạt những việc không tên và không có thời gian rảnh rỗi dành riêng cho bản thân. Hơn nữa, nếu vợ quá chăm chỉ sẽ khiến chồng ỷ lại, lười biếng. 5. Suy nghĩ nhiều. Đàn ông thì vô tâm, mà phụ nữ thường lại hay đa sầu đa cảm, chuyện gì cũng nghĩ. Nên với những người hay suy nghĩ quá nhiều, quá để tâm tới những lời nói đôi khi vô tình của người đàn ông là biểu hiện của người phụ nữ mệnh khổ. Chỉ cần một câu nói, một hành động nhỏ không chủ đích gì của chồng cũng có thể làm cho người vợ nghĩ rằng chồng không còn yêu mình, không còn quan tâm đến mình nữa, không cần mình nữa. Họ luôn suy nghĩ về tất cả những gì mọi người nói xung quanh mình, luôn suy đoán ý nghĩ của người khác, luôn loanh quanh với những mớ bòng bong ấy, vì thế làm cho họ không bao giờ thoải mái được. 6. Người phụ nữ toàn năng có thể làm mọi thứ. Đối với nhiều chị em, họ dành toàn bộ thời gian, sức lực của mình để lo lắng, chăm lo việc lớn, việc nhỏ trong gia đình. Việc gì họ cũng muốn tự làm thì mới an tâm. Chính những người phụ nữ như vậy sẽ làm cho người chồng nghĩ rằng vợ mình có thể làm mọi thứ, không cần tới sự giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc của ai cả. Như vậy có phải chính là phụ nữ tự làm khổ mình không? Cuộc sống gia đình không thể tránh được những va chạm, xích mích, những bất hòa không vui. Nhưng với những người này thì cuộc sống sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi, bức bí. 7. Hay lo lắng. Trong hôn nhân, những phụ nữ sẽ phải trải qua rất nhiều vai trò, từ làm vợ, làm con dâu đến làm mẹ, đối nội, đối ngoại. Với mỗi vai trò đó, họ sẽ có những nỗi lo lắng khác nhau. Người phụ nữ mệnh khổ thường hay lo lắng, tự tạo áp lực cho bản thân. Trong gia đình, chuyện gì họ cũng muốn gánh vác trách nhiệm và cố gắng để hoàn thành nó. Nếu càng như vậy lâu ngày, sẽ càng khiến cho người khác ỷ lại và khiến chị em càng ngày càng mệt mỏi hơn thôi.